14 lời giảng dạy của Đức Khổng Tử sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Các bạn cùng xem và ghi nhớ nhé. Nếu ai đó nói xấu sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang đi trước mặt họ. Nếu bạn ghét một người, vậy thì bạn đang bị họ đánh bại. Dù đi bất cứ đâu, hãy đi bằng tất cả trái tim. Nếu ghét một người, tức là bạn đang thất bại trước người đó. Không quan trọng chậm như thế nào, miễn là đừng bao giờ bỏ cuộc. Người tài đức nhìn bản thân, kẻ tiểu nhân nhìn người khác. Tôi nghe và tôi quên, tôi thấy và tôi nhớ, tôi làm và tôi hiểu. Chọn công việc mình yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời. Mất niềm tin vào bạn bè còn xấu hổ hơn bị chính họ lừa dối. Người tài đức làm rồi mới nói, và nói theo những việc đã làm. Nhìn vào những lợi thế nhỏ sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn. Mỗi khi cơn tức giận nổi lên, hãy suy nghĩ về những hậu quả. Khi rõ ràng đó là những mục tiêu không thể đạt được, đừng điều chỉnh mục tiêu, mà hãy điều chỉnh từng bước hành động. Hãy đưa hướng dẫn cho những người tìm kiếm kiến thức sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình. Ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm và làm theo những lời răn dạy trên đây của Đức Khổng Tử, chắc chắn bạn sẽ thành công hơn trong cuộc sống.